Sáng ngày 13 tháng 1, Sở Tài chính An Giang phối hợp Quỹ ban nhân dân xã Nhân Hội tổ chức trao tặng 100 phần quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, lực lượng dân quân trên địa bàn xã nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Mỗi phần, phần quà trao cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, Gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, lực lượng dân quân trị giá 500.000 đồng gồm 10 kg gạo, một thùng mì, nhu yếu phẩm và tiền mặt 200.000 đồng. tổng đợt trao quà 50 triệu đồng do Sở Tài chính An Giang hỗ trợ. Phát biểu tại buổi trao quà, Phó Giám đốc Sở Tài chính An Giang Nguyễn Thiên Tân bày tỏ những phần quà này với mong muốn mang đến cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đón Tết cổ truyền đầm ấm hơn, đồng thời động viên các gia đình vượt qua khó khăn, vui xuân đón Tết an lành, hạnh phúc. Cũng nhân dịp này, Phó Giám đốc Sở Tài chính An Giang Nguyễn Điền Tân cùng các thành viên trong đoàn và lãnh đạo địa phương đã đến thăm và bàn giao một căn nhà tình nghĩa cho gia đình ông Nguyễn Thái An, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Quỳnh Giang Cắt, hộ nghèo trên địa bàn xã. Theo đó, căn nhà bàn giao cho ông Nguyễn Thái An có tổng diện tích 72m2, nhà cấp 4, tổng kinh phí 130 triệu đồng, Căn nhà ông Quỳnh Văn Cắt có tổng diện tích 56 mét vuông, kết cấu nhà sàn, khung gỗ, phát mái lập tôn, tổng kinh phí 80 triệu đồng. Trong đó, Sở Tài chính An Giang dẫn động công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác và chế biến đá An Giang hỗ trợ mỗi căn 50 triệu đồng, phần còn lại cho người thân và gia đình đóng góp. Nhân dịp này, Sở Tài chính An Giang cũng đã tặng mỗi gia đình một phần quà với mong muốn giúp các gia đình đón một cái Tết đầm ấm xuân vầy.